MU mua để lại ký hợp đồng 5 năm. Manchester United lật kèo bên Moulis. Sao Paris Saint-Germain Diego Muno tiến gần tới MU. Giám đốc Bologna xác nhận Manchester United chưa mộ thành công giếc gì. Bồ Đào Nha đang quái hoái Ronaldo. MU mua để lại ký hợp đồng 5 năm. MU quyết định ký hợp đồng với Matthijs de trong kỳ chuyển nhượng hè 2024 và bản hợp đồng 5 năm cùng những khoản lương thưởng hấp dẫn đáng chờ ngôi sao người Hà Lan. Dựa dạ trên xác nhận, MU xem xét nghiêm túc việc chiêu mộ Matthijs de Ligt Munich. Tin từ dạ The Athletic cho hay, khả năng trung vệ 24 tuổi gia nhập MU ngày càng khả thi. Cuộc đàm phán giữa các bên vẫn chưa diễn ra nhưng de Ligt nổi lên là mục tiêu hàng đầu. Chuyên gia chuyển nhượng David Ostai thông tin thêm việc thay đuổi là độc lập với thương vụ Jarrod Bettwai của Everton. MU coi đề lai là mục tiêu thực tế hơn Bettwai bởi mức phí chuyển nhượng hợp lý. Tin vui khác cho cầu động viên MU khi mới nhất, Mai Vey, ký giả của tờ Telegraph cho hay, Ten Hag đã gọi điện cho để lai rất nhiều lần trong suốt mấy tuần qua. Matis De Lai đã nhận được lời đề nghị hợp đồng từ MU với thời hạn 5 năm cùng với mức lương thưởng hợp lý. Thỏa thuận giữa MU và BN dự kiến sẽ diễn ra sớm thôi. Lý do khiến MU bất ngờ đưa hướng sang đề lại là bởi Everton đưa ra giá quá cao. Phía MU đã đưa ra lời đề nghị hỏi mua Brett White với giá 35 triệu bảng kèm 8 triệu bảng phụ phí. Tuy nhiên, Everton không chấp nhận bán trung vệ người anh thấp hơn 70 triệu bảng. Ngoài ra, MU không thể chiêu mộ Chin Todibo của Nice do quyết định từ UEFA cấm chuyển nhượng giữa hai câu lạc bộ có cùng chủ sở hữu. Còn Lenny Joro của Lille lại hứng thú với việc gia nhập Real Madrid hơn, do đó MU chuyển hướng sang đề lại. Tuy nhiên, vấn đề tài chính sẽ là trở ngại lớn. Mức phí chuyển nhượng mà bên Munich mong muốn là khoảng 60 triệu euro, tức hơn 50 triệu bảng. Tin tốt cho MU là phía bên sẵn sàng hạ giá nếu quỷ đỏ thiện trí. Phát biểu trong một cuộc họp báo mới đây, để lại không nói gì về tương lai mà chỉ tập trung công hiến cho đội tuyển Hà Lan ở Euro 2024. Tôi đã nói rằng đây không phải là lúc để tôi nghĩ về điều đó. Chúng tôi đang thi đấu ở Euro 2024 và điều đó rất quan trọng đối với tôi và đội tuyển quốc gia Hà Lan. Đó là lý do tại sao tôi không thể nói bây giờ tôi nghĩ gì về tình hình này. Nhưng điều tôi có thể nói là tôi đã chơi mùa giải thứ hai của mình tại bên Munich. Tôi rất vui. Hiện tại, tôi tập trung vào Euro 2024 và sau đó chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Manchester United lật kèo Bayern Theo thông tin từ Sky Sports Germany, Manchester United đang tận dụng mâu thuẫn giữa Crystal Palace và bên Munich để chiêu mộ tiền đạo Michael Olise. Thời gian qua, Olis là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu như Man United, Bayern, Chelsea hay Newcastle United. Tuy nhiên, cuối tuần trước, nhà báo Fabrizio Romano xác nhận Bayern là đội bóng đã giành chiến thắng trong thương vụ này khi phía hùm xám đã đặt thỏa thuận với cả Palace lẫn Olis. Theo đó, ngôi sao người Pháp đã đồng ý đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Đồng thời, đội chủ sân Allianz Arena sẽ phải trả cho Palace khoản tiền 50 triệu bảng những tưởng việc bên thông báo tân binh mới sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian, thì mới đây, nguồn tin từ Sky Sports Germany đã có nhiều cập nhật bất ngờ. Tờ báo trên cho hay giữa BN và Play vẫn chưa đi đến thống nhất cuối cùng. Do đó, buổi kiểm tra y tế vào hôm nay sẽ được rời sang cuối tuần này, tận dụng thời cơ. Man United đã lập tức liên hệ với phía đại diện cầu thủ 22 tuổi nhằm thuyết phục Oleks đổi ý huấn luyện viên vẫn coi chân sút sinh năm 2001 là mục tiêu số 1 cho vị trí tiền đạo cánh phải hè này nhằm thay thế cho Anthony đang có phong độ bết bát. Mùa trước tại Premier League, cựu sao Redding dù không ra sân nhiều vì chấn thương nhưng vẫn để lại ấn tượng đậm nét với 10 pha lập công và 6 kiến tạo sau 19 lần ra sân. Dù vậy, cũng theo nguồn tin trên, Olis vẫn bảo lưu quan điểm đầu quân cho Bayern bởi khao khát được thi đấu tại Champions League mùa sau. Trước đó, Chelsea được cho là đã ở rất gần với ngôi sao người Pháp nhưng đòi hỏi quá cao từ Palay đã khiến The Blues bỏ cuộc. 6. Paris Saint-Germain Diego Munoz tiến gần tới MU. Theo nhà báo người Uruguay là Diego Munoz, tiền đạo Manuel Ugarte của Paris Saint-Germain đã ở rất gần MU và câu lạc bộ này sẵn sàng chi ra 50 triệu bảng ký hợp đồng với anh để làm mới tuyến giữa. Theo như nhà báo người Uruguay Diego Munoz cho biết, huấn luyện viên Luis Enrique của Paris Saint-Germain đã khuyên Ugarte hãy tìm một câu lạc bộ mới. Cậu ấy đã ở rất gần với Man United. Ugarte sẽ không tiếp tục ở lại Paris Saint-Germain. Luis Enrique đã nói với Ugarte rằng sẽ gạt cậu ấy ra khỏi kế hoạch. Ugarte cũng không thoải mái với đội bóng. Vì vậy, các lựa chọn sẽ mở ra. Paris Saint-Germain muốn bán Ugarte để đầu tư cho thương vụ khác và mà U sẵn lòng chiêu mộ chàng trai này. Vì thế, rất có thể họ sẽ là đội bóng tương lai của cậu ấy. Mùa hè 2023, Paris Saint-Germain từng trả mức phí 60 triệu euro để ký hợp đồng với Ugarte từ Sporting Lisbon. Hiện giờ, đội bóng thành Paris đang yêu cầu mức phí tương tự, khoảng 50 triệu bảng để bán cầu thủ người Uruguay. Munoz khẳng định Man United thậm chí không gặp phải sự cạnh tranh gay gắt để có được Ugarte. Dortmund, Ben Munich, Atletico Madrid đều quan tâm đến tiền vệ này, nhưng chỉ có ý định mượn. Ngoài Ugarte, Quỷ Đỏ cũng đang muốn làm mới hàng công, Tiền đạo Joshua Zizze của Bologna là mục tiêu hàng đầu của câu lạc bộ này để tăng cường hàng công khi cầu thủ người Hà Lan có điều khoản giải phóng là 34 triệu bảng trong hợp đồng. Tin từ báo Italia cho biết, viễn cảnh Zizze chuyển đến MU đang thực tế hơn bao giờ hết khi đội bóng Premier League sẵn sàng trả 46 triệu bảng, bao gồm tiền chuyển nhượng và phí đại diện. Giám đốc Bologna xác nhận Manchester United chưa mộ thành công Zikze. Manchester United vừa đón nhận một thông tin tích cực liên quan đến thương vụ chưa mộ tiền đạo Joshua Zizze của Bologna. Nhằm bổ sung nhân sự cho huấn luyện viên Ten Hag để chuẩn bị cho mùa giải mới, Manchester United đã dành sự quan tâm đến tiền đạo Joshua Zizze của Bologna. Được biết, Quỷ Đỏ sẵn sàng trả 40 triệu euro, tức khoảng 33 triệu bảng, điều khoản giải phóng hợp đồng của chân sút người Hà Lan với đại diện Serie A Tuy nhiên, cả hai bên vẫn cần thương thảo thêm để chốt được thỏa thuận cuối. Man United cần một trung phong mới để dự phòng hoặc cạnh tranh suất đá chính với Rasmus Højlund trong bối cảnh Anthony Martial đã ra đi và họ xem Zizek là một mục tiêu lý tưởng. Trên suốt người Hà Lan đã có một giải tỏa sáng của Bologna, góp công giúp đại diện Syria giành vé dự Champions League. Anh sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, thể hình ấn tượng cao 1m93 và là mẫu tiền đạo sẵn sàng lùi xuống để tham gia vào quá trình liên kết lối chơi của đội chia sẻ được ký giả Fabrizio Romano dẫn lời về tương lai của tiền đạo Joshua Zekeze. Giám đốc Bologna Giovanni Satori cho biết, Zekeze có điều khoản giải phóng cho hợp đồng của cậu ấy và tôi cho rằng có đến 99% cậu ấy sẽ rời câu lạc bộ. Bồ Đào Nha đang quá yêu ái Ronaldo. Bồ Đào Nha giành được vé vào tứ kết Euro 2024, thế nhưng cách họ làm điều đó khó khăn hơn nhiều so với dự tính. Các thông số trên sân Frankfurt Arena dạng sáng ngày mùng 2 tháng 7 theo giờ Hà Nội cho thấy Bồ Đào Nha áp đảo về mặt thế trận khi kiểm soát bóng 67%, tức nhiều gấp đôi đối thủ. Đồng thời, họ cũng dứt điểm nhiều gấp đôi Slovenia, 17 so với 8. Trong đó có 5 cú sút trúng cầu môn, còn Slovenia chỉ có 2. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng XG của Bồ Đào Nha là 2,09, cũng cao hơn hẳn XG của Slovenia là 0,83. Ronaldo đang là gánh nặng, Vậy thì tại sao Bồ Đào Nha lại khiến khán giả phải đi tàu lượn đến tứ kết? Câu trả lời là Ronaldo. Chúng ta không nói đến tình huống siêu sao 39 tuổi suốt hỏng phạt đền vào cuối hiệp phụ thứ nhất. Trong bóng đá, mọi cầu thủ dù là siêu sao suốt chúng đến mấy vẫn có thể sút hỏng phạt đền, với Luka Modric hay Lionel Messi là ví dụ. Vấn đề là Ronaldo đang làm ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Bồ Đào Nha. Trong trận gặp Slovenia, cựu sao Manchester đã thực hiện 8 lần dứt điểm bằng tổng số lần của các chân sút Slovenia. Đó là chưa kể những tình huống tập trung bóng vào Ronaldo nhưng anh không còn đủ thể lực, tốc độ hay sức dướn để xử lý. Ở tuổi 39, Ronaldo không còn trẻ như 10 hay 15 năm trước để đối thủ phải hít khói nữa. Với lối chơi phụ thuộc vào CR7, các đường tấn công của Bồ Đào Nha trở nên dễ bị bắt bài và không tạo được đột biến. Không chỉ trong trận gặp Slovenia mà tại cả vòng bảng, Ronaldo đều rất tích cực sút. Thống kê chỉ ra rằng trong 4 trận đấu, số 7 của Bồ Đào Nha có 20 lần dứt điểm, cao nhất trong các cầu thủ giữa Euro 2024. Tính cộng cả ra lịch sử Euro, chỉ có 4 cầu thủ dứt điểm nhiều hơn mà không ghi được bàn thắng kể từ năm 1980. Đó là Deco với 20 cú sút từ năm 2004, Fernando Hierro 23 cú sút vào năm 1996, Kevin De Bruyne 21 cú sút năm 2016 và Dani Olmo 21 cú sút năm 2020. Tuy nhiên, ngoài phát kiến tạo cho Bruno Fernandes ghi bàn trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ Ronaldo không ghi được bàn thắng hay đóng góp pha làm bàn nào khác. Một số thông tin đáng chú ý là tổng số bàn thắng kỳ vọng của Ronaldo tại Euro lần này là 2,85 và đáng ra phải ghi được 3 bàn chứ không phải tịt ngòi toàn tập. Điều đó cho thấy Ronaldo đang cực kỳ tốn bóng và làm lãng phí cơ hội của Bồ Đào Nha. Chính vì vậy, rất nhiều người đang đặt câu hỏi có nên tiếp tục để Ronaldo ra sân. Cựu danh thủ Chris Sutton trong vai trò bình luận viên từng nói rằng Tôi biết ở Bồ Đào Nha không ai được phép chỉ trích Cristiano Ronaldo. Nhưng sự thật là cậu ấy đang ảnh hưởng xấu đến lối chơi của cả đội vì không còn di chuyển linh hoạt được nữa. Dù Ronaldo điều chỉnh lối chơi của mình, mọi người khác phải điều chỉnh lối chơi xung quanh cậu ấy. Ronaldo cần tự xem lại mình. Đúng như Sutton nói, Ronaldo là tượng đài sống số 1 của Bồ Đào Nha. Những người chống lại Ronaldo đều có kết cục không tốt. Tại World Cup 2022, huấn luyện viên Fernando Santos thử để Ronaldo ngồi ngoài Điều đó chẳng giúp đội thi đấu tốt hơn và sau khi giải kết thúc, chiến lược gia 69 tuổi phải rời tuyển dù ông từng giúp Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016. Huấn luyện viên Roberto Martinez hiện tại không muốn đi vào vết xe đổ của tiền nhiệm. Vì vậy, ông trao đặc quyền cho Ronaldo muốn thi đấu lúc nào cũng được. Chúng ta cần trách Ronaldo đã hơi tham lam trong việc chinh phục những mục tiêu cá nhân. Nếu siêu sao người Bồ Đào Nha xác định rằng mình là một trụ cột của đội thì đáng ra phải nghỉ ngơi trong trận thủ tục với Gioca. Xong, CR7 vẫn chen chân tham gia tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại Euro. Điều đó rõ ràng ảnh hưởng đến thể lực của Ronaldo khi bước vào vòng 1-8. Không cần đâu xa, cựu sao Manchester có thể học cách Messi không ra sân trận cuối vòng bảng Copa America dù bản thân cũng rất khát bàn thắng. Còn nếu Ronaldo xác định mình chỉ đóng vai trò giúp đỡ, chỉ bảo đàn em, anh nên tự nguyện lùi lại phía sau, chỉ vào sân khi thật cần thiết, thật sung sức. Ở Bồ Đào Nha, không có lời viên nào dám động đến Ronaldo. Tuy nhiên, số 7 cũng cần tự soi mình để có điều chỉnh thích hợp trước trận đấu với Pháp. Ronaldo cần hiểu rằng anh không cần phải có thêm một bàn tại Euro để trở nên vĩ đại. Vốn dĩ, Ronaldo đã là tượng đài bóng đá vĩ đại. Thậm chí, nếu Ronaldo đặt lợi ích tập thể lên trên, anh sẽ còn vĩ đại hơn nữa.